chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng, đặc biệt Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã đồng hành cùng chương trình. Trong chương trình hôm nay của chúng ta có sự tham gia của ba bạn. Đó chính là bạn Hồng Phú, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay. Đó chính là bạn Mạnh Cường và bạn Hải Yến. Hải Yến có thể giới thiệu sơ qua về mình ạ? Dạ, kính chào anh Xuân Bắc, chào hai bạn cùng chơi và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 1996, quê ở Hải Dương. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hôm nay rất vui khi được trở thành người chơi chính của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ quý vị khán giả và đặc biệt là sự gợi ý hết mình từ anh Xuân Bắc. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Thưa quý vị, bạn Hải Yến lúc vừa rồi có nói nhỏ vào tai tôi là: anh ơi, em có một món quà em muốn gửi tới chương trình, nhưng mà anh phải cho em gửi trước bởi vì em sợ sau vòng 1 em bị loại. Thực ra là em nói là em sợ bị loại đấy ạ. Là đấy là em dự trước. Chứ còn phần quà em muốn gửi tới anh trước khi mà chương trình bắt đầu là em muốn cho chương trình của mình thêm hấp dẫn hơn ạ. Với cái thứ hai là hôm nay em không chỉ mang đến đây một phần quà mà em còn mang đến hai phần quà. Hai phần quà luôn? Dạ vâng ạ. Phần quà đầu tiên đó chính là đặc sản của quê hương em. Em ở Hải Dương và em muốn gửi tặng anh Xuân Bắc cũng như hai bạn cùng chơi, đó chính là bánh đậu xanh ạ. Ôi, anh cảm ơn em. Em gửi anh Xuân Bắc ạ. Bánh đậu xanh. Dạ. Đúng, món này anh cũng thích lắm. Rồi cả bột đậu xanh nữa. Vâng ạ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, cũng nhân dịp mà bạn Hải Yến gửi quà cho chúng tôi thì tôi nói cái điều này bởi vì đến với chương trình là phải đến với sự chân thành, và tôi chia sẻ cũng rất chân thành. Đó là từ giờ trở đi, quý vị, đặc biệt là những người chơi mà đến với chương trình, nếu có nhã ý tặng quà thì cứ mạnh dạn lên, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Vâng. Món quà thứ hai là gì ạ? Món quà thứ hai thì em xin phép trở về chỗ để em thực hiện món quà đó. Vâng, xin mời bạn. Dạ. Chúng ta chuẩn bị đến món quà thứ hai. Đến với chương trình thì em muốn gửi tới anh Xuân Bắc, hai bạn cùng chơi cũng như là toàn thể quý vị khán giả một bài thơ do em tự sáng tác. Bởi vì do là em có một sở thích đặc biệt, đó chính là sở thích làm thơ ạ. Vâng, xin mời bạn. Vâng ạ. Có cả vật chất và tinh thần đến nay còn gì bằng nữa. Vâng ạ, em xin phép được đọc bài thơ ạ. Hôm nay đến với hội trường, tự thấy không khí đông vui lạ thường. Cặp anh Xuân Bắc dễ thương, anh cười tít mắt, má hường xinh xinh. Gần đây đến với Đuổi Hình, chương trình đã thích từ rất lâu, mà nay có dịp làm màu, cặp anh Xuân Bắc, cặp người cùng chơi. Nãy giờ mày nói à ơi, mà chưa kịp giới thiệu tên tuổi gì. Em đây Hải Yến Phở Tu, em 22 tuổi, quê ở Hải Dương. Sở thích em cũng bình thường, thích ăn, thích ngủ, thích học hành là ngoan, thích trò có não, thích lo toan, thích đi đây đó để hơn sự đời. Nên nay đến với cuộc chơi, mong giải ô chữ để bơi trong quà. Trên đây giới thiệu qua loa, mọi người cổ vũ, thêm là tự tin ạ. Em xin hết ạ. Nói là lời giới thiệu của bạn hay vô cùng. Thơ của bạn cũng phải nói là đây là thể thơ tự do. Đúng rồi ạ. Thế xin cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, đến với chương trình mở đầu mà đã có cả quà vật chất, cả quà tinh thần thế này thì còn gì bằng nữa. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Hải Yến. Xin cảm ơn bạn. Bạn Cường, bạn đến với chương trình lần thứ mấy rồi ạ? Dạ, đây là lần đầu tiên em đến với chương trình. Cảm giác của bạn thế nào? Em hơi hồi hộp ạ. Hơi hồi hộp. Dạ vâng. Gì đâu mà phải hồi hộp. Dạ, có anh nên mới hồi hộp. Để bạn không hồi hộp là tôi không nên xuất hiện ở đây à? Không, ý em là em thì hâm mộ anh Xuân Bắc từ nhỏ. Lúc nãy thì chụp ảnh với anh một kiểu, hy vọng là chốc xém may mắn. Cái lúc chụp ảnh bạn để chế độ mà mịn mịn đấy. Dạ vâng, B 612. Đấy đấy. Em nhìn như con ma. Đâu, chụp ảnh đẹp mà anh em mình già mịn màng vô cùng luôn. Em công nhận. Ừ, anh thích đấy, anh thích cái đấy rồi đấy. Nhớ tí vâng. Post rồi share cho anh nhá. Dạ vâng. Rồi. Bạn Cường, thưa quý vị, rất là dí dỏm. Bên cạnh tôi thì là bạn Hồng Phú. Cảm xúc của bạn thế nào? Dạ hôm nay em rất là vui khi được trở thành người chơi chính tham gia chương trình ạ. Bạn đăng ký chương trình lâu chưa? Dạ cũng khoảng được gần một năm rồi. Gần một năm rồi. Dạ, vâng. Gần một năm đăng ký rồi. Vâng. Và hôm nay bạn là người chơi chính. Cố gắng lên, tự tin lên. Tất cả mọi người sẵn sàng cổ vũ cho cả ba người chơi.
Thưa quý vị, bây giờ sẽ là một tràng vỗ tay để chúng ta đến với phần thi thứ nhất. Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với phần thi thứ nhất của đuổi hình bắt chữ. Phần này rất căng thẳng. Các bạn được quyền trả lời liên tục. Hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Hải Yến đã đeo kính. Nhìn cho rõ. Vâng ạ. Miếng ghép thứ nhất bắt đầu. Khoảng không gian trên đầu mà chúng ta nhìn thấy được. Xin mời bạn Hải Yến. Đáp án của em là bầu trời ạ. Bầu trời, đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Mời bạn giành điểm đầu tiên. Miếng ghép thứ hai. Mời bạn Hải Yến. Đỡ cầu ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Hồng Phú. Thưa anh, đáp án của em là hứng cầu ạ. Không phải. Mời bạn Hải Yến. Đáp án của em là bắt cầu ạ. Chưa chính xác. Hành động của một người nào đó đến trước ai đó mong muốn rất khẩn khoản. Mời bạn Cương. Cầu tiến ạ. Chưa phải. Mời bạn Hải Yến. Cầu mong ạ. Nào, tôi hỏi bạn Hải Yến, bạn Hải Yến có bạn trai chưa? Em có rồi ạ. À ha, thế thì hành động của bạn trai mà thế này thì gọi là gì nhá? Đại ý nó gần giống giống thôi. Đi, cho anh hôn một cái. Cho anh hôn một cái. Nhấn chuông. Làm gì? Vâng, nhấn chuông. Xin mời bạn Cường. Cầu hôn. Không phải. Chưa phải, đấy là ví dụ thôi. Chưa chính xác. Đây là cầu xin ạ. Cầu xin, chính xác, đó là cầu xin. Chỉ hành động của người nào đó nói với ai đó một cách rất là khẩn khoản, tha thiết để mong đạt được cái điều mình mong muốn. Cầu xin. Em cảm ơn anh. Điểm thứ hai. Đấy, có quả nó khác hẳn luôn. Miếng ghép thứ ba. Mời bạn Hồng Phú. Thưa anh, đáp án của em là đảo Cồn Cỏ. Đảo Cồn Cỏ là đáp án chính xác. Chúc mừng Hồng Phú. Mời bạn. Miếng ghép thứ tư là gì? Mời bạn Cương. Tẩu thoát. Tẩu thoát, đáp án hoàn toàn đúng. Mời bạn. Miếng ghép thứ năm. Ai giành điểm? Ai cũng biết. Mời bạn Hồng Phú. Thưa anh, em gái mưa. Em gái mưa, chính xác. Em gái mưa. Em gái mưa, tên một ca khúc của nhạc sĩ Mr. Siro và Hương Tràm thể hiện rất thành công. Em gái mưa, 2 điểm. Miếng ghép thứ 6. Mời bạn Cương. Gõ cửa trái tim. Gõ cửa trái tim, rất chính xác. Một ca khúc của nhạc sĩ Vinh Sử. Điểm thứ 2. Wow, hiếm có tình trạng nào như thế này. Bạn Hồng Phú 2 điểm, bạn Mạnh Cường 2 điểm, Hải Yến 2 điểm. Sau đây sẽ có một người xác định vào vòng sau. Miếng ghép thứ 7. Xin mời. Bình tĩnh, đây là gì? Mời bạn Hải Yến. Giáo mã. Không phải. Mời bạn Cường. Câu trả lời của em là mã thầy. Mã thầy, chính xác. Chúc mừng. Chúc mừng bạn. Mã thầy là tên của một loại cỏ năng mọc hoang trên những cánh đồng ngập nước. Thịt củ màu trắng, giòn và có thể để ăn sống, nướng hoặc làm những món đóng hộp. Ăn rất là ngon và mát. Mã thầy, cảm giác thế nào bạn Cường? Em thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu cái lo lắng chuyển hết sang hai bên cạnh à? Dạ vâng. Bạn nói gì với bạn Hồng Phú đi? Dạ, em chúc chị và cả em nữa là cố gắng để tiếp tục vòng thi thứ hai. Còn chị Phú thì
thôi. Em định nói Tịnh Phú có quà thì cứ gửi. Chưa gì nói quà bạn Cường ấy, bánh đa bánh điếc lại bảo đến tận nơi mà ăn. Dù sao thì bạn Cường cũng đã vào vòng sau rồi. Còn một câu cuối cùng, không biết bạn Hải Yến hay bạn Hồng Phú đây, hai bạn cố gắng nhá, phải bình tĩnh. Nào, đây là gì? Mời bạn Hải Yến. Tình cờ ạ. Tình cờ, đáp án chính xác. Đó. Không hẹn trước, không liệu trước mà lại gặp gỡ, mà lại xảy ra. Tình cờ cũng là tên một ca khúc. Bạn Hải Yến giành 3 điểm, bạn bước vào vòng sau. Bạn Hồng Phú, bạn chẳng qua ấy, tôi nói luôn là hôm nay là có sự may mắn dành cho bạn Cường và bạn Yến thôi. Chứ còn bạn Hồng Phú là cũng đang thể hiện rất là tốt cái phong độ của mình. Hồng Phú, lần sau gặp gỡ tôi hy vọng bạn sẽ giành điểm cao. Bạn sẽ là người để lại những ấn tượng và có được số tiền thưởng rất là lớn. Còn bây giờ chúng ta tạm thời chia tay nhau. Xin mời bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Cảm ơn anh ạ. Chúc anh nhiều sức khỏe và chúc chương trình ngày càng thành công hơn nữa. Không buồn nhá. Dạ vâng ạ. Hẹn lần sau nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu, cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Một tràng vỗ tay để phần 2 của chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, thưa quý vị. Phần 2, bắt đầu từ phần này, mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ có tiền thưởng. Tức là giá trị tiền thưởng của mỗi miếng ghép mà có nhiều bạn tham gia chương trình nói là ngang với một nồi lẩu 300.000 đồng. Đầu tiên tôi hỏi bạn Mạnh Cường, theo bạn, theo mọi người đánh giá về bạn thì tính cách của bạn là người như thế nào? Dạ, theo như mọi người đánh giá thì em là một người kiểu vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Thỉnh thoảng thích đùa và thích trêu người khác. Ước mơ hồi nhỏ của bạn? Em ước mơ là lớn lên sẽ làm nghệ sĩ hài. Bây giờ còn ước mơ đó không? Bây giờ vẫn còn ạ. Thế bạn đã làm gì để đạt được ước mơ đó? Dạ, em diễn hài trong câu lạc bộ. Vâng. Được mọi người đánh giá cao chứ? Cũng tương đối cao. Tương đối cao. Vâng. Thế bây giờ công việc chính của bạn là gì? Dạ bây giờ thì em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bạn tôi hỏi bạn trả lời sao có vẻ căng thẳng đấy. Dạ vâng, em nhìn thấy anh run quá. Bạn Hải Yến có run không? Vừa nãy thì run lắm ạ. Ừ. Bây giờ thì đỡ rồi ạ. Bây giờ thì đỡ rồi. Vâng. Ở trong bản đăng ký của bạn ghi là bạn rất có duyên với con số 2. Vâng ạ. Bạn có thể kể rõ hơn về điều này không? Con số 2 ví dụ như là vừa nãy thôi ạ, thì em chính là người thứ hai bước vào vòng thi này, vòng thi số 2 này. Rồi. Vâng. Bạn lại được 2 điểm đầu tiên. Vâng ạ, đúng rồi. Cái nữa là bạn lại tặng 2 món quà, hay quá nhỉ? Vâng ạ. Ừ. Đúng rồi ạ. Em nghiệm ra. Không, em ôn thi trong nhóm ấy, thì thường là kết quả thi thử em là cao nhất, nhưng mà đến lúc thi thật thì em thường là đứng thứ hai. Ví dụ giải em chưa bao giờ em được giải nhất, em thường được giải nhì. Này. Vẫn đang chương trình đấy. Rồi khéo nó vận vào người rồi. Cho nên là khi mà tham gia chương trình này em muốn thử xem là mình đứng thứ mấy ạ. Và em hy vọng là em không phải là người có kết quả thứ hai.
Đấy, bạn Mạnh Cường nhá, nhớ đấy. Em hy vọng là số 2 lại có duyên với bạn Yến. Đấy, em hy vọng thế thôi, biết đâu. Biết đâu sau chương trình này em lại có duyên với số 2 thì sao? Ừ đấy, cũng thế bao giờ có hai chàng trai cùng thích bạn Hải Yến một lúc chưa? Em nghĩ là có. Đấy, thấy chưa? Cường nhỉ? Dạ vâng. Nguy hiểm em, số 2 được. Em toàn 3 trở lên. Toàn 3 trở lên. Vâng. Em thì 2 trở lên mà 2 cũng là số nhiều rồi. Ừ. Vâng. Tức là bạn Cường nói 3 là 3 thế nào tôi chưa hiểu lắm. Dạ là 3 cô gái. Thích. À, là em thích 3 cô đấy. À. Thích 3 cô một lúc. Vâng. Ừ, có duyên với số 3 hả? Vâng em. À, rất vui. Bạn Hải Yến và bạn Mạnh Cường. Cụ thể thế nào? Chúng ta đến với vòng 2 đây. Hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Tập trung. Nhìn lên màn hình. Mời các bạn. Đây là gì? Xin mời bạn Cường. À, câu trả lời của em là bơi chó. Bơi chó là đáp án chính xác. Bơi chó bơi theo kiểu đập chân, đập tay liên liệu lung tung. Mời bạn nhận tiền thưởng. Nhiệt tình lên với miếng kép thứ hai. Xin mời các bạn. Mời bạn Hải Yến. Đáp án của em là hương trái ạ. Chưa phải. Còn 10 giây cho bạn Cường. Hải Yến tìm ra rồi đúng không? Mời bạn Cường. À, đáp án của em là trái thơm. Trái thơm là hoàn toàn chính xác. Cách gọi khác của quả dứa. Mời bạn nhận tiền thưởng lại 300 ngàn. Hai nồi lẩu. Hai nồi lẩu. Miếng ghép thứ 3. Bạn Yến. Đáp án của em là đối thủ ạ. Hoàn toàn đúng, đó chính là đối thủ. Thưa quý vị, hai người chơi rất thông minh và nhanh. 1-9-1-10, ăn miếng trả miếng. Đối thủ, xin mời Hải Yến nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 4. Không dễ. Mời bạn Cường. À, câu trả lời của em là điện thoại di động. Chưa chính xác. Mời bạn Yến. Đáp án của em là chợ điện thoại ạ. Không phải. Tôi bảo không đơn giản mà. Đáp án của chúng tôi đưa ra là, thưa quý vị, hội thoại. Hội thoại. Miếng ghép thứ 5. Nhanh nào, đây là gì? Mời bạn Hải Yến. Đáp án của em là mực tàu ạ. Mực tàu là đáp án hoàn toàn đúng. Mực tàu dùng để viết chữ thư pháp. Mời bạn. Miếng ghép thứ 6. Ở đồng bằng phía Bắc, ngày xưa thường xuyên, hoặc là mỗi nhà, hoặc là mỗi làng đều có cái này. Mời bạn Hải Yến. Đáp án của em là cầu nước ạ. Chưa chính xác. Gần đúng rồi. Đúng được một nửa rồi. Bạn Cường còn 8 giây. Xin mời. Cầu treo. Không đúng. Đồng bằng Bắc Bộ không có cầu treo. Mà là cầu ao. Miếng ghép thứ 7 sẽ là gì đây? Mời bạn Hải Yến. Đáp án của em là bánh mì xiên ạ. Bánh mì xiên. Tôi chưa ăn cái loại này. Bạn Cường còn 3 giây. 2 1 là bánh mì que. Bánh mì que là đáp án chính xác. Rất giỏi. Trong những phần trăm giây cuối cùng bạn mới nghĩ ra đúng không? Vâng, lúc đầu em định đoán là xiên bánh mì. Sao tôi bánh mì que. Bánh mì que. Món ăn đặc sản đặc biệt nổi tiếng ở Hải Phòng, bánh mì que. Mời bạn. Miếng ghép thứ 8. Đây là gì? Quận gì đang làm gì? Hai từ. Đang cầm cái gì? Đây là một từ cổ.
sắc chỉ của vua Ban gọi là? Mời bạn Yến. Em là chỉ thư ạ. Đáp án chính xác, đó cũng là đáp án của chúng tôi. Chỉ thư. Mời bạn. Miếng ghép thứ 9. Quá dễ. Mời bạn Mạnh Cường. Câu trả lời của em là đất sét. Làm sao có thể sai được, đó chính là đất sét. Tuyệt vời. 300.000 đồng. Miếng ghép cuối cùng trong phần thi thứ hai. Xin mời. Mời bạn Cường. Câu trả lời của em là cắt mặt. Chưa chính xác. Không phải cắt mặt mà là... Em là mặt cắt ạ. Hoàn toàn đúng, mặt cắt. Tiến tạo quá đẹp. Thế nào, sao bạn Cường thấy thế nào? Em tiến tạo quá đẹp. Bàn chuyển thế còn gì hơn. Mặt cắt là bề mặt của một vật, nơi nó bị cắt ra, chỉ là mặt cắt này. Còn cắt mặt lại là hành động. Xin mời. Thật tuyệt vời, thưa quý vị. Kết thúc phần thi thứ hai, hai bạn có số điểm bằng nhau. Mà đúng là bạn Hải Yến gắn với số 2 thật. Bạn đang có 1.200.000 đồng. Chúc mừng bạn. Bạn Mạnh Cường đang có 1.200.000 đồng. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đội hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đội hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage đội hình bắt chữ Hà Nội TV, game show đội hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu, cùng kỷ niệm chương trình đuổi hình bắt chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình đuổi hình bắt chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Thưa quý vị, hai người chơi có số tiền thưởng bằng nhau. Và tôi tin rằng phần thi tiếp theo, số tiền thưởng sẽ có sự chênh lệch. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay đến với phần 3 của đuổi hình bắt chữ. Xin mời miếng ghép đầu tiên. Xin mời bạn. Dạ, câu trả lời của em là đồng bằng. Đồng bằng, đáp án chính xác. Vùng đất rộng lớn, thấp gần ngang mực nước biển, bằng phẳng hoặc có các điểm cao thấp không chênh lệch nhau nhiều, gọi là đồng bằng. 500.000 đồng. Chúc mừng bạn, mở chi tiết nào. Câu trả lời của em là đất lành chim đậu. Đất lành chim đậu. Thưa quý vị, rất ít khi mà người chơi mở miếng đầu tiên mà trả lời. Và mặc dù không có đủ dữ kiện nhưng mà đến với đuổi hình bắt chữ lại đôi khi trả lời một câu mình cảm thấy thế nào mình trả lời thế, đôi khi đem lại những cái điều bất ngờ cho chương trình. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Cường. Và bất ngờ là bạn đưa ra kết quả là vẫn không chính xác. Mình tiếp tục miếng ghép thứ hai. Mời bạn Cường. Câu trả lời của em là sát muối. Chưa chính xác. Mời bạn Hải Yến. Bạn của em là muối mặt ạ. Gần đúng rồi đấy. 4 từ. Mời bạn Hải Yến. Sát muối vào mặt ạ. Sát muối vào mặt, đáp án rất chính xác. Chúc mừng. Bạn đã nhận 500.000 đồng tiền thưởng. Cảm ơn ạ. Sát muối vào mặt, chỉ kẻ làm việc xấu gây ảnh hưởng đến người thân, làm một việc nào đó. Mở. Em chưa có trả lời. Miếng ghép thứ 3. Mời bạn Hải Yến. Đáp án của em là hóc búa. Hóc búa, đáp án hoàn toàn đúng. Chúc mừng. Rất thông minh. Chúc mừng bạn. 500.000 đồng.
Tiền thưởng bạn đã có, mời bạn. Mở chi tiết nào. Hoàng gia. Hoàng gia, chưa đúng. Miếng ghép thứ tư. Hải Yến. Đáp án của em là mũ len ạ. Mũ len, làm sao mà sai được, đó chính là mũ len. Mũ len. 500 ngàn đồng, bạn lại có thêm vào. Mở tiếp nào. Bên cạnh cũng có nhiều dữ kiện. 5 giây dành cho bạn. 4, 3, 2, 1. Em chưa biết. Miếng ghép thứ 5. Mạnh Cường bình tĩnh nha. Mời bạn. Nai tấm. Không đúng. Mời bạn Hải Yến. Đáp án của em là nai lưng ạ. Nai lưng. Sao bạn lại nghĩ là nai lưng? Nó chỉ vào cái lưng của con nai. Gọi là nai lưng. Đáp án chính xác. Ý nói mà làm việc cực kỳ vất vả, đem hết sức ra mà làm. Nai lưng. Mời bạn. Mở nào. Cây cau trước nhà. Không đúng. Miếng ghép thứ 6, hai từ. Nhanh nào. Mời bạn Cường. Trải dọc. Không phải. Tiếp tục, nhanh nào. Đây là gì? Cậu bé đang. Mời bạn Hải Yến. Đánh môn ạ. Không phải. Tiếp tục. Đúng rồi đấy, gần đúng rồi đấy. Nhưng mà đánh thủ ạ. Không đúng. Mời bạn. Đánh thủ đầu ạ. Không phải. Dễ lắm ấy. Mời bạn Cường. Đánh cột. Không. Đây, này. Đánh gôn. Đánh gôn, đáp án chính xác. Đánh gôn. Xin mời bạn. Mở chi tiết nào. Sắp ra rồi đấy. Hoa cau. Không. Chưa chính xác. Thực ra đấy là quả đấy. Miếng ghép thứ 7. Hai từ. Mời Hải Yến. Đáp án của em là tô vẽ. Rất chính xác. Đó là tô vẽ. Chúc mừng bạn. Mời bạn. Mở. Ba, hai. Cây tiền ạ. Cây tiền. Không đúng. Miếng ghép thứ 8. Mời bạn Cường. Câu trả lời của em là Lạng Sơn. Hoàn toàn đúng, đó là Lạng Sơn. Rất thông minh. Lạng Sơn là một tỉnh thuộc miền núi phía Bắc nước ta. Lạng Sơn. Hãy nhận tiền thưởng của chương trình. Hãy mở chi tiết. Cao tiền cao hậu. Không phải cao tiền cao hậu. Nào, trước khi đến với miếng ghép thứ 9, tôi sẽ gợi ý miếng ghép thứ 10. Đây là một câu tục ngữ nói về phong tục tập quán của những làng quê ở miền Bắc thời xưa trong việc trồng cây. Đây cũng là một kinh nghiệm trồng cây hợp lý. Nào, miếng ghép thứ 9. Muốn trả lời được miếng ghép thứ 10, các bạn phải trả lời được miếng ghép thứ 9. Đây là gì? Mời bạn Cường. Câu trả lời của em là cá vàng. Hoàn toàn đúng, đó là cá vàng. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. Tôi gợi ý rồi, 4 từ, kinh nghiệm. Bạn Hải Yến có biết không? Đấy, đoán rồi đấy. 4. Chuối sau cau trước. Gì ạ? Chuối sau cau trước. Chuối sau cau trước, đáp án chính xác. Yeah, yeah. Bạn Cường rất hay ở chỗ là toàn trong những phần trăm giây cuối cùng bạn nghĩ ra thôi. Em tưởng sau kia cũng là cây cau, nhìn một lúc mới ra cây chuối.
Thế là em định chuối trước cau sau, nhưng mà nó không vần thì chuối cau à chuối sau cau trước nó mới vần. Sau khi bạn trả lời đúng rồi thì bạn có phát hiện ra cây cau và cây chuối nó khác nhau không? Vâng, có nhưng mà nhìn qua thì nó giống. Nhìn qua cái gì mà nhìn qua, vừa lấy quả cau của tôi bạn bảo là hoa cau. Chuối sau cau trước. Vâng, có rất nhiều cách giải thích về việc này. Một là tôi cũng đã giải thích ở một vế rồi. Còn vế nữa là đằng trước thì cần thoáng đãng để trồng những cây cau. Và đặc biệt là trồng đúng hướng gió thì hương hoa cau nó sẽ đưa vào nhà rất là thơm. Chuối sau cau trước. Bạn đã có thêm cho mình 3 triệu đồng tiền thưởng. Tổng số tiền thưởng của bạn bây giờ đang có là 6.200.000 đồng. Bạn Hải Yến đang có 3.700.000 đồng. Đúng là bạn gắn liền với con số 2, bạn đã về nhì. Mời bạn sẽ nhận tiền thưởng và quà tặng của chương trình. Bạn thấy chương trình của chúng ta thế nào? Em thấy chương trình rất là vui ạ. Rất vui. Bạn có nuối tiếc điều gì không? Em nuối tiếc là câu số 9 vừa đấy là em chỉ bấm sau anh ấy 1 giây thôi ạ. Tí tì thôi, không đến 1 giây đâu, đúng không? Mà bạn đã tìm ra câu số 10 rồi đúng không? Chuối sau cau trước. Chuối sau cau trước, thật tiếc đấy, nhanh chậm cũng một chút thôi. Không sao, nhưng bạn đang giành số tiền thưởng cũng rất lớn. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Cảm ơn bạn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn bạn đã gửi cho chúng tôi những món quà rất ý nghĩa cả về mặt vật chất và tinh thần. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình ạ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 4 của đuổi hình bắt chữ, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đuổi hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage đuổi hình bắt chữ Hà Nội TV, game show đuổi hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình đuổi hình bắt chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình đuổi hình bắt chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ tư của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Nào, siêu tốc, bạn sẽ có 60 giây, tôi sẽ nói kỹ hơn cho bạn. 15 hình, 15 đáp án. Bố trí theo dạng hình tháp, bạn sẽ phải leo tầng. Muốn trả lời ở tầng 2, bạn phải qua tầng 1. Cứ như vậy lên tới ô số 15. Điểm tương ứng với mỗi tầng sẽ là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. Ô số 11 vô cùng quan trọng. Chúng ta cùng xem ô số 11 trong tuần này bạn có cơ hội giành được. Phần thưởng cho người chơi tuần này là bộ trang sức gắn đá Amethyst của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, trị giá 12.600.000 đồng. Đá Amethyst còn được biết đến với tên gọi là Thạch Anh Tím. Người ta cho rằng Amethyst mang đến cho người sở hữu sức khỏe và sự bình yên trong tâm hồn. Những viên đá Amethyst được thiết kế và mài cắt theo dạng khối chữ nhật như đại diện cho lẽ phải và sự bền vững. Vẻ đẹp sang trọng từ những hình khối ở trung tâm kết hợp cùng vẻ duyên dáng từ dải đá di công bao quanh chắc chắn sẽ khiến bạn thêm yêu bộ trang sức này. Công ty vàng Bảo Tín Mạnh Hải chúc bạn may mắn giành được phần quà giá trị này. Chúc bạn may mắn giành được phần quà giá trị này. Bạn thích chứ? Dạ, em nghĩ mà em mà được thì chắc là để đấy sau cưới vợ cho vợ. Nói tôi ngưỡng mộ bạn đấy. Nghĩ cho tương lai xa, được, tốt. Còn cụ thể bây giờ chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay để 60 giây bắt đầu. Nào, hãy lựa chọn, bắt đầu. Ô số 4 ạ. Ô số 4, mời bạn. 8 từ. Ui giời. Cứ đứng thẳng lên, bạn không cần phải đứng ngả thế này đâu. Rồi, ô số 1. Ô số 1. Ô số 1.
Khi gặp một điều gì bất ngờ hoặc quá lo sợ, người ta gọi là khuôn mặt bị hai từ. Tái mét. Không phải. Hoa đèn. Làm sao mà phải câu khác đi. Câu khác. Câu số 2. Số 2 rồi. 3 từ. Ba từ. Ý nói người đã luống tuổi và trên đầu đầu hai từ tóc. Không phải. Đây là muối chị em. Không phải. Tôi xin lỗi, đã hết giờ rồi, nhưng về lý thuyết là sẽ không có câu nào tên là muối chị em cả. Đáp án là tóc muối tiêu. Tóc muối tiêu. Thật tiếc. Vâng. Bạn đã không trả lời được câu nào. Không sao, 60 giây trôi qua nhanh lắm. Vâng. Và tổng số tiền thưởng của bạn vẫn là 6.200.000 đồng. Mời bạn. Bạn sẽ nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Dạ vâng. Vâng. Đây là quà chúng tôi gửi bạn. Dạ chúc vâng. bạn luôn luôn mạnh khỏe. Dạ thành vâng. công, em cảm ơn may mắn. Anh. Vâng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, thật tiếc là bạn Mạnh Cường đã không trả lời thêm được một câu nào cả. Chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng. Đặc biệt chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã đồng hành cùng chương trình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.